Đây, thì những cái mẫu mà nó có nó cho lực siết tốt á là những cái mẫu nó có cái ngàm xéo này rất là xéo và dài. Cái ngàm xéo này nó có công dụng là nó biến cái chuyển động ngang của cúc máy thành chuyển động ép. Đây, mình sẽ mô tả cho anh em hiểu. Đây, cái lực máy mình khi mà nó kéo cái xe mình tới thì nó sẽ như vậy. Thì cái những cái phản ứng tức thời á thì nó sẽ cái ngàm xéo này nhưng mà nó xéo nó dài thì nó sẽ biến cái chuyển động ngang thành cái chuyển động ép á, nó sẽ hiệu quả hơn những cái ngàm xéo mà nó có cái góc này nó dựng hơn, nó đứng hơn. Như R15 thì nó hơi dựng hơn. Anh em thấy. Đây, nó hơi đứng cái góc xéo hơn thì cái khả năng bắt á nó sẽ ít hơn cái mẫu như vậy. Như vậy mình đã có một cái nồi slipper của R3, Yamaha R3 321cc đó, thì nó sẽ có cái cách hoạt động nó tương tự như R3. Đó, nó cũng là trượt trên cái nồi, nó trượt trên một cái đai sắt trên cái nồi như vậy. Còn như CBR nó lại trượt trên cái đế, thành ra nó có một cái miếng đế trên đây nè. CBR 2022 nó có một cái miếng đế tròn trên đây. Để chịu là so thì miếng đế trong sắt nó rất là lớn. Thì cái miếng này nó nhỏ như vậy thôi, nó chung nó giống như mấy cái nồi phân khối lớn hoặc là nồi R3 thôi. R15 thôi.